Xin được chào đón quý vị khán giả đang đến với chương trình Thấu Lý Thấm Tình được phát sóng hàng ngày trên kênh TTV11. Chương trình được sự phối hợp sản xuất giữa Đài Phát Thanh Truyền hình Tây Ninh và Truyền hình tin tức Sài Gòn. Quý vị thân mến, qua mỗi số phát sóng như vậy, chúng tôi hy vọng sẽ chia sẻ rộng rãi đến cộng đồng những vấn đề về luật dân sự thông qua những câu chuyện, những lời tư vấn rất thiết thực, hữu ích từ các luật sư, các chuyên gia về luật để chúng ta sẽ cùng nhau có những hiểu biết căn bản về các vấn đề liên quan đến pháp luật dân sự, kỹ năng xử lý các tranh chấp dân sự. Bên cạnh đó, chúng ta vẫn phải đảm bảo được sự thấu đáo về mặt pháp lý và thỏa mãn về mặt tình cảm giữa các bên. Và ngày hôm nay, bà Tăng Minh Hiếu rất vui mừng được chào đón luật sư Trần Thị Kim Huế đến từ đoàn luật sư thành phố Hồ Chí Minh. Xin được chào luật sư ạ. À. Xin chào MC Minh Hiếu, xin chào quý vị khán giả thưa luật sư và quý vị khán giả kể từ lúc mà chúng ta bắt đầu áp dụng dịch vụ công trực tuyến vào trong đời sống cũng như xử lý các hồ sơ thủ tục hành chính thì các cơ quan nhà nước cũng đã được giảm thiểu áp lực công việc nè cũng như mọi việc được nhanh chóng thuận tiện và khoa học hơn và nhất là người dân mỗi người dân chúng ta đã tiết kiệm được công sức đi lại rồi thời gian để mà chúng ta sắp xếp để mà chúng ta có thể giải quyết các công việc đặc biệt là các quy trình kê khai và nộp thuế thu nhập cá nhân Vậy thì ngày hôm nay xin nhờ luật sư Kim Huế sẽ giải đáp cho quý vị khán giả biết quy trình thực hiện việc kê khai và nộp thuế thu nhập cá nhân thông qua dịch vụ công trực tuyến như thế nào. Thì điều đầu tiên chúng ta phải xác định là đối tượng nào chúng ta sẽ phải kê khai và nộp thuế thu nhập cá nhân, thưa luật sư. Cái đối tượng mà phải nộp thuế thu nhập cá nhân và phải kê khai cái thuế này thì nó được quy định trong cái luật thuế thu nhập cá nhân ừ. năm 2007. Theo đó quy định rất rõ tại điều 2 là cái đối tượng mà phải kê khai và nộp thuế thu nhập cá nhân là bao gồm các đối tượng là các cá nhân cư trú hoặc không cư trú nhưng có phát sinh các loại thuế mà cần phải đóng theo quy định của luật thuế thu nhập cá nhân và phát sinh trên lãnh thổ Việt Nam thì các đối tượng này phải đóng và phải kê khai thuế thu nhập cá nhân. Vậy thì luật quy định như thế nào về trách nhiệm của các cá nhân doanh nghiệp khi mà thực hiện kê khai và nộp thuế thưa luật sư? Theo cái nghị quyết 954 năm 2020 thực có quy định về cái việc là các tổ chức hoặc các cá nhân mà có phát sinh các cái loại thuế mà có liên quan đến việc đóng thuế thu nhập cá nhân thì phải tiến hành kê khai, kê khai đầy đủ và tùy theo cái điều kiện phải đóng ở mức nào thì sẽ phải nộp theo cái tỷ lệ mà nhà nước quy định. Thế thì theo quy định tại nghị quyết này thì sẽ có cái mức mà gọi là cái mức giảm trừ cho mỗi cá nhân tức là mỗi cá nhân nếu có cái thu nhập mà từ 11 triệu đồng trở lên trên một tháng, tức là 132 triệu trên 132 triệu đồng một năm thì là phát sinh cái một cái loại thuế là thuế thu nhập cá nhân phải đóng rồi. Tuy nhiên thì ngoài cái mức giảm trừ cho từng cá nhân thì sẽ có cái mức giảm trừ cho người phụ thuộc. Tức là những cá nhân này nếu có con mà chưa có đủ tuổi thành niên á dưới 18 tuổi á, thì mỗi một người con sẽ được giảm trừ là 4.400.000 triệu đồng. Vậy thì sau khi trừ đi cái mức giảm trừ của người phụ thuộc và mức giảm trừ của cá nhân, tức là nếu mà vẫn đảm bảo cái mức thu nhập là trên 132 triệu đồng một năm thì sẽ phải đóng cái mức thuế thu nhập cá nhân. Dạ à, rồi. Dạ. Vậy việc kê khai và nộp thuế chúng ta sẽ được thực hiện như thế nào? Nhờ luật sư chia sẻ ngọn ngành hơn. Cái việc kê khai sẽ theo hai cái hình thức. Một là cá nhân đó sẽ trực tiếp kê khai hai là cá nhân đó sẽ ủy quyền cho một tổ chức hoặc một đại lý thuế đứng ra kê khai để nộp cái khoản thuế thu nhập cá nhân của mình. Thế thì cá nhân nó có thể là người nước ngoài hoặc người Việt Nam tùy theo quốc tịch nhưng mà người ta sẽ xét cái thời gian cư trú. Nếu như thời gian cư trú là từ 183 ngày tính theo năm dương lịch hoặc từ 12 tháng liên tục trên lãnh thổ Việt Nam thì là thuộc cái diện là cá nhân có cư trú. Còn cư trú với thời gian thấp hơn thì được gọi là cá nhân không cư trú. Nhưng mà có phát sinh thu nhập trên lãnh thổ Việt Nam thì vẫn thuộc đối tượng là phải kê khai để đóng thuế thu nhập cá nhân. Thế thì việc kê khai này nó sẽ tính theo cái cách thức như thế này tức là tổng thu nhập để tính thuế là trừ đi các cái khoản bảo hiểm này các cái khoản giảm trừ như giảm trừ về cá nhân mình đấy hoặc yeah. là giảm trừ người phụ thuộc ấy, và các cái khoản miễn thuế và tổng thu nhập này nó phải lớn hơn là 132 triệu đồng trên một năm thì sẽ đóng theo từng theo cái mức mà mà nhà nước quy định cái việc kê khai này nó sẽ theo cái hình thức là sau khi mình kê khai là mình phải nộp các cái hồ sơ khai thuế đó cái việc kê khai đó sẽ thực hiện theo từng tháng hoặc theo từng quý hoặc là có thể là theo từng năm tức là sau một năm nếu những cái người mà đã làm việc tại những cái cơ quan những cái doanh nghiệp các tổ chức thì hàng tháng thì cái cá nhân đó ủy quyền cho tổ chức hoặc công ty đó tự kê khai và khai báo cái số gọi như cái số thu nhập hàng tháng của họ nhưng mà để quyết toán thuế thì phải phải đợi hết một năm thường vào tháng 4 hoặc tháng 5 hàng năm của năm sau thì sẽ quyết toán thuế cho cái năm năm trước đó thế thì việc quyết toán thuế này thì cá nhân có thể là phải trực tiếp quyết toán tức là đến cơ quan thuế yeah. các chi cục thuế ở các quận huyện đó địa phương và khai báo cái số thu nhập phát sinh từ tiền lương, tiền công hoặc là từ những cái khoản đầu tư, từ tiền được tặng cho. Nói chung là những cái gì mà mình được hưởng thì sẽ khai báo và sau khi giảm trừ cá nhân và giảm trừ gia cảnh thì cái số dư còn lại trên 132 triệu đồng một năm thì sẽ phải đóng thuế thu nhập cá nhân. Và cái điều này thì luật có cho phép là ngoài cái hình thức mà kê khai trực tiếp tại cơ quan chi cục thuế địa phương thì có thể là kê khai và quyết toán thuế online gọi là trực tuyến đó, theo cái cổng dịch vụ công quốc gia để chúng ta có thể thực hiện cái việc kê khai và đóng thuế này trực tiếp trên internet luôn. Dạ. Yeah. Yeah. À, luật sư vừa mới chia sẻ về cái đóng thuế yeah. kê khai trên internet thì so với trước đây thì luật sư thấy nó có những cái bước tiến như thế nào nữa ạ? À? Cái bước tiến là mình thấy là rất là nhanh chóng, tiện lợi và hiệu quả, đồng thời tiết kiệm chi phí nữa. Đó là những cái mà mình cảm thấy rất là thiết thực. Nhưng ngay bản thân mình hàng năm mình phải quyết toán cái thu nhập cá nhân nhân của mình để nộp thuế thì mình chỉ cần thao tác khoảng chừng 10 15 phút ừ. là đã hoàn tất cái quá trình kê khai và quyết toán thuế rồi. Dạ rồi, thậm chí là được hoàn thuế lại. Cái cách thức thì nó cũng rất đơn giản, nó cũng tương tự theo cái nguyên tắc như là đăng ký cấp căn cước công dân hoặc làm giấy khai sinh vậy đó. tức là mình phải có một cái tài khoản và mình đăng nhập vào cái hệ thống là dịch vụ công quốc gia hoặc là dịch vụ thuế điện tử trên cái website đó thì khi là mình có tài khoản rồi mình đăng nhập và mình thực hiện uh, gọi là theo cái 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 hướng dẫn của cái website đó là bằng vô cách là vô cái phần gọi là quyết toán thuế thu nhập cá nhân rồi uh, vô cái phần kê khai trực tuyến yeah. rồi làm theo các cái bước như là khai các cái thông tin các cái nguồn thu nhập mà mình đã có trong năm là bao nhiêu tổng số cái thu nhập mà mình đã được hưởng là bao nhiêu tổng số thuế mà mình đã nộp gọi là ứng trước đó đã nộp trước là bao nhiêu, đã trích là 10% tức là bao nhiêu và phần còn lại sau khi trừ đi 132 triệu đồng là cái phần giảm trừ đó thì mình còn được hoàn thuế là bao nhiêu và mình có đề nghị hoàn hay không thì mình đều có quyền yêu cầu và kê khai lít chuột trên các cái ứng dụng đó và cuối cùng là đến cái công đoạn là nộp cái tờ khai rồi kết xuất ra cái dữ liệu xml gì đó theo cái ứng dụng quy định và cuối cùng là đính kèm các cái chứng từ khấu trừ thuế thế thì nguyên cái quá trình đó mình chỉ cần thao tác trong vòng khoảng 10-15 phút là đã hoàn tất xong và đợi một thời gian khoảng là từ 15 đến 30 ngày thì là cơ quan thuế sẽ hoàn thuế chuyển tiền cái số mà mình đã nộp dư ấy, trong suốt cả năm đó cho về cho cá nhân mình luôn thì theo cái số tài khoản ngân hàng tức là mình không cần phải đi đâu cả rất tiện lợi so với trước đây Trước đây là phải tới cơ quan thuế mà đặc biệt trong những thời kỳ mà dịch bệnh á, yeah. năm 2021, 2022 thì xin thưa là cái điều mà để hoàn thuế theo cái cái đường trực tiếp đó là rất là khó khăn. Là thậm chí đi lại nhiều quá người ta bỏ luôn, người ta không làm. Đó. Yeah. Thì cho thấy mình thấy là cái, cái hiệu quả của việc kê khai mà thuế thu nhập cá nhân rồi hoàn thuế bằng cái hình thức trực tuyến là rất là hữu hiệu. Dạ. Yeah. Yeah người dân cũng như các doanh nghiệp yeah. đã được hỗ trợ rồi đã tạo được những cái sự thuận lợi từ phía nhà nước như vậy thì một lời khuyên nào xin nhờ luật sư gửi đến cho các cá nhân và tổ chức ấy để chúng ta thực hiện công tác này thật là tốt, thật là trọn vẹn. Theo mình đầu tiên là nếu những các cá nhân mà đã có cái thu nhập mà phát sinh cần phải nộp thuế thì mình phải kê khai và nộp đầy đủ. Cái thứ hai nếu như mình muốn hoàn thế lại thì mình cũng học tập cái cách mà sử dụng những cái ứng dụng công nghệ nó yeah. làm quen đi đặc biệt những người trẻ trẻ như bạn đây thì rất là dễ sử dụng nhưng những người như trung niên mình hoặc những người như lớn tuổi hơn thì cái việc sử dụng những cái công nghệ và dùng các cái thiết bị điện thoại thông minh thì nó hơi khó yeah. nhưng mà chúng ta cũng nên học dần đi học dần làm tập dần mới đầu thì nó hơi khó khăn đó nhưng mà mình nghĩ sau làm khoảng một vài ba lần là chắc chắn các bạn sẽ cảm thấy rất là quen thuộc yeah. và đó là cái xu thế bắt buộc của thời đại hiện nay áp dụng công nghệ vào mọi lĩnh vực đặc biệt trong cái lĩnh vực mà liên quan đến thủ tục hành chính và cái những cái gì thiết thực cho người dân mình thì mình cần phải học và thích ứng thì đó là cái điều mình nghĩ cần phải cần phải làm Ha, xin được cảm ơn luật sư Trần Thị Kim Huế và những gì luật sư đã chia sẻ cũng đúng với những gì mà thấu lý thấm tình mong muốn gửi đến cho quý vị khán giả. Thời đại số rồi tất cả những công việc tất cả những dịch vụ đều đã được các cơ quan nhà nước cập nhật cải tiến một cách tốt nhất nhanh chóng nhất. Vậy thì bổn phận và trách nhiệm của mỗi người dân như chúng ta hãy phối hợp với các cơ quan nhà nước để chính chúng ta hưởng lợi được nhiều nhất từ các dịch vụ đó, quý vị nhé. Và đến đây thời lượng dành cho chương trình thấu lý thấm tình xin được phép khép lại luật sư trần thị kim huế cùng bá tăng minh hiếu cảm ơn sự theo dõi của quý vị xin chào tạm biệt và hẹn gặp lại